Xin chào các bạn. Cập nhật thông tin thị trường và các cái phân khúc sản phẩm, và vấn đề là trong khi tư vấn khách hàng thì hai anh em chúng tôi cũng gặp những câu hỏi, thì tiếp tục những chuỗi video thì xin cùng đồng hành với bạn Bắc, đồng nghiệp của tôi, thì hai anh em chúng tôi sẽ đưa một cái thông tin thị trường, một cái video chia sẻ. Vì hôm qua đây các bạn cũng sẽ thấy một ngày lễ, nhưng mà bạn Bắc cũng là phục vụ khách hàng cho cái phân khúc sản phẩm của Capitaland, thì chúng tôi cũng gặp một số các cái những câu hỏi của khách hàng. Nó cũng một phần nào đó cũng là một sự đại diện thị trường, hay là sự chia sẻ của anh em trong nghề sale đối với đến với khán giả. Thì hôm nay hai anh em chúng tôi sẽ chia sẻ những cái gì gọi là nóng đi, nóng về qua thị trường. Thì Bác có thể chia sẻ là hôm qua em ở trung tâm hội nghị quốc gia với chủ đầu tư Capitaland, khách hàng em cũng đặt những cái căn VIP, thì em thấy sức nóng của thị trường với cảm nhận về cái cách ra hàng của Capitaland ra sao? Xin chào mọi người. Thì hôm qua thì mình cũng tham gia buổi chính thức mở bảng của tòa Senix của Capitaland ở số 31 đấy. Ở số Dạ 31. vâng. Rồi rồi. Thì hôm qua thì với chủ tư Capitaland ấy thì là hiện nay là một trong những chủ tư uy tín hàng đầu Rồi. của thị trường. Như vậy là rất là nhiều khách hàng quan tâm sản phẩm của Capitaland. Hôm qua với quy mô khoảng 5-6.000 người đấy anh ạ. 5-6 nghìn người. Vâng, Rồi. 5-6.000 người đến trung tâm quốc gia. Thì là hôm qua là khớp luôn, khớp trực tiếp tại sự kiện luôn, là có bảng hàng, có chính sách chiết khấu thì mọi Rồi. người khớp trực tiếp luôn. Thế anh thấy thị trường đâu đó là 8.000 booking cơ mà. Vâng, thì có những người mua những đặt mua thì Họ đặt đặt vâng giải rộng ra gì? dạ vâng đúng rồi thì cũng khá là đông, hôm qua là cũng cũng rất là đông. Dạ Sức nóng thị trường. Anh thì hôm qua anh thì không qua chỗ đấy. Thế nhưng mà vâng em thấy là cái ra hàng của Capitaland so với như là Vin Vinhome này, Masterise này, thì anh thấy tổ chức ở chỗ nơi sang trọng và lịch Vâng, sự nhỉ? đúng đúng ông chủ tư Capitaland thì họ làm rất là bài bản, chuyên nghiệp với những sự kiện rất là hoành tráng. Dạ. Hôm qua gặp khách hàng cũng là chị ấy cũng nhận xét, chắc chị ấy cũng mua rồi. Chị ấy hôm qua gặp một cái khách hàng mà tức là không mua của em, như chị Rồi. ấy, em gặp ở ngoài sảnh ấy. Rồi. Chị cũng bảo là Capitaland làm hoành tráng thế. Vâng. Thế thì giữa một cái câu chuyện của cái chính sách ra hàng của những thị trường nhá. Trước đây cũng thế thôi, thậm chí là Vin ngày xưa ra ở thời kỳ mà có cả Covid thì Vin livestream này thu hút khách hàng mà chốt căn nó cũng rất dễ thôi. Nhưng mà anh thấy cái đối tượng phục vụ của Capitaland thì hình như là người ta nâng tầm khách hàng lên Vâng, và đúng cũng rồi. đúng với cái giá trị sản phẩm, Dạ, đúng không? đúng rồi. Thế nhưng mà đâu đó đồn có phải toàn sale không? Thôi, hôm qua cũng rất nhiều khách hàng và gần tức là phải những người mà tham gia trực tiếp thì mới cảm nhận được sức nóng. Dạ vâng. Với những căn đâu đó những căn một ngủ hai ngủ là gần như bây giờ là tìm không có Rồi. luôn. Bây giờ nhé, thì anh hỏi là tức là anh theo dõi thì thấy rằng là chủ đầu tư làm cả là có mặt tại sự kiện và chốt căn ở thời điểm nào thì là được cái chính sách chiết khấu thêm là mười mấy phần trăm, đúng không? Dạ vâng, đúng Đúng rồi. rồi, đúng rồi. Thế thì như vậy thì cái cách thức ra hàng ở Vin thì anh để ý nhá, mấy các cái chủ đầu tư ví dụ Hồ Vinhome ra thì Vinhome hay ra vào đêm vì là chắc là Vinhome hướng đến đối tượng của Việt Kiều. Việt Kiều là các bác làm về ấy, và cái gọi là mình gọi là cái bất động sản online. Thế còn còn như hôm qua thì anh đánh giá là cũng một là phần là xứng tầm, hay là cũng là bất động sản upline, tức là họ có một cái thời gian Zumo đặt cọc và khách hàng thật, không có câu chuyện của như là lướt sóng lướt cọc, đúng không? Cách Và làm đấy phải bắt buộc khách hàng có booking mới được đến sự kiện, đúng rồi. và chính người đến đấy phải là Anh thấy các cái chính thủ thức là tục ký luôn đó. rồi ok, Và Capitaland làm rất là chặt chẽ, và cũng dạ thấy là anh thấy là bất động sản đẳng cấp. vâng Họ cũng gắn bó thị trường Việt Nam 30 họ năm rồi, đúng rồi, đúng với không? cả cái nữa là họ không những người booking ấy đều là phải định danh, Định danh đúng rồi. rồi Thế một người chỉ được khoảng hai cái booking thôi, không được rồi nhiều hơn. à Như vậy à là họ cũng hướng đến cái phân khúc mà khách hàng ở thực. rồi Vâng. rồi ok. Thế thì bây giờ là đây, bây giờ câu chuyện xong về cái cách làm thị trường thôi, họ là đẳng cấp, họ ra hàng như kiểu LV Hermes rồi, đúng không? Thế Vâng. thì bây giờ anh hỏi là cái cơ cấu sản phẩm, tức là em ở đấy trực tiếp thì em sẽ thấy là cái ông penthouse, ông duplex, hay một ngủ, hay là hai ngủ hay ba ngủ là thị trường đang cần nhất.
À vâng, cái cơ cấu thì sản phẩm. theo em quan sát thị trường ấy thì thấy thứ nhất là cái phân khúc một ngủ và hai ngủ Rồi. vẫn là phân khúc hấp thụ tốt nhất, dù Rồi. giá có cao hơn đâu đó khoảng tầm 10% so với cái 10%. vâng Cao 10% so với so các với bạn kia. căn 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 ba ngủ. Vâng, cái À. so với căn ba ngủ ấy ạ. À, Vâng. tức là bây giờ họ nhìn thấy rằng là cái cơ cấu sản phẩm như thế, cái gì hữu dụng và Đúng nhu rồi. cầu thị trường cần thì họ Vâng. đẩy giá lên. Đúng 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 là giá sẽ cao hơn. À, Vâng. giá ví dụ hôm qua Nó giá ba ngủ là trung bình bao nhiêu? giá ba ngủ thì sẽ dao động vào khoảng tầm khoảng 6 tỷ đến 8 tỷ. Dạ vâng. Cho những căn từ khoảng 83 m đến 100 m. Rồi. Dạ vâng. Tùy ở đấy nó có hai cái tòa với hai phân khúc khác nhau. À, tùy từng vị trí Vâng, đúng tùy không? Tầm vâng. view. Với những căn hai ngủ và một ngủ thì giá trung bình những căn Đông Nam nó rơi khoảng tầm 80 triệu mét. 80 triệu. Đấy là cái tòa bình thường đấy, còn tòa SP cao cấp hơn nó còn hơn. À, Dạ, nhưng mà hấp thụ rất là tốt. khép Và bây bác giờ khách của em tìm cũng không có những căn một không hai ngủ. không có. Dạ. À, thế tức là cái cách ra hàng của chủ đầu tư bây giờ là hướng vào đối tượng người dùng thật nhưng mà họ tăng giá. Đúng là cái phân khúc sản phẩm đấy Đúng rồi, thế đúng là không? Phân khúc em sản nghĩ phẩm. là giá thì nó sẽ phụ thuộc vào cung cầu đấy, ví dụ như là với giá cao như vậy nhưng mà vẫn hấp thụ hết thì tức là Tức là giá thị trường cũng tốt. Thị trường vâng. tốt. Thế nhưng mà sau thì anh thấy rằng là một phần là nhá, họ lựa chọn khách hàng thật này. Cái thứ hai là trong quá trình lịch sử nữa, anh đọc báo chí đâu đó thì là thật ra anh thì chuyên về Vinhome thôi, Dạ. nhưng mà đương nhiên là Capitaland cũng xây trên mảnh đất của dự án của ông Smart một, nên đối Dạ. tượng nó phong phú lên. Dạ. À, thế thì là như vậy thì là các cái bài toán của chủ đầu tư đưa ra bây giờ đều là hướng vào khách hàng thật, Dạ. đúng chưa? Câu chuyện đầu tiên. Cái thứ hai, họ có những bài toán giá là những cái sản phẩm hữu dụng và những sản phẩm mà nhu cầu thật thì họ lại có cái biên tăng giá, Dạ. đúng không? Biên tăng giá. Thế thì em đánh giá sao, như lần đầu tiên anh thấy là Capitaland có double deck with penthouse tại Ocean Park 1. Vâng, đúng là với cái dòng duplex đi penthouse thì Capitaland là đầu tiên ở Sơn Phong 1 và em cũng thấy là lượng hấp thụ cũng cũng khá là tốt. Khá tốt. Và với nhất là những căn mà duplex loại mà Đông Nam ấy. Vâng, loại đấy là hấp thụ là gần như là hết luôn. Thế luôn. Dạ vâng, với lại duplex, còn penthouse thì nó cũng khá là đặc biệt vì là penthouse nó chỉ có 4 căn thôi. Vâng, và những chủ sở hữu thì gần như là sẽ mua trực tiếp và nói chung là sẽ không, gần như là không ra thị trường. Chủ đầu tư bán chứ là không cho ra các sàn ngoài đúng không? Dạ vâng, đấy cái đấy thì À cái phân khúc à, đấy là đấy một cái nó cách ít. ra hàng nữa. Dạ vâng, thì cái phân khúc đấy nó ít quá. À Dạ à vâng, ra một cái cách ra hàng, họ bảo vệ chính cái những khách hàng sell in VIP house của họ. và những khách hàng VIP thì vẫn vẫn luôn luôn là được ưu tiên hơn. Dạ Rồi rồi, dạ ok. vâng. Thế thì bây giờ là sau khi mình nhìn nhận như vậy nhá, thì em có so sánh gì với các cái chủ đầu tư khác? Ví dụ như là anh em mình thì cũng gặp khách hàng rồi, tức là chọn Mát hay là chọn Vinhome hay là chọn Capitaland, phân khúc sản phẩm ấy mà cũng trên mảnh đất của Ocean Park 1. Vâng. Thì nói chung là với mỗi khách hàng lại có một cái khẩu vị khác nhau. Rồi. Vâng. Với Vinhome ấy thì mọi người nó sẽ họ sẽ hướng tới là cái tệp khách hàng trung cấp hơn, có Rồi. thể những người mà tài chính vừa vừa cũng có thể Rồi. là sử sử dụng được sản phẩm của Vinhome. Rồi. Vâng. Còn với hàng của Capitaland và Masterize Home thì là phân khúc sẽ là cao cấp hơn này ạ. Rồi. Vâng, những người mà thích sở hữu như kiểu là anh em mình nói là hàng hiệu ấy. Đó, dạ. Thế thì anh đánh giá là ví dụ như cái sức nóng của thị trường phản ánh bằng số lượng sale đến dự sự kiện, số lượng khách hàng, Vâng. đúng không? Nhu cầu thật, Dạ. đúng không? Tổ chức tại trung tâm hội nghị quốc gia, mà thấy đâu đó là các bạn anh là phải dậy từ 4-5 giờ sáng. Vâng. Thì Anh thì với Vinhome thì có khi thức dậy đến 2-3 giờ đêm, thế vâng. còn còn kia Với thì lại đi đến mỗi mỗi chủ tư thì họ có một cách làm marketing rồi cách ra hàng họ sẽ khác. nhưng mà nhu Dạ. cầu thật và Dạ vâng. thế thì ví dụ nha, anh thì cũng có khách hàng chốt ở Cổ Loa. Dạ. Với Cổ Loa thì hàng của Mát hoặc bây giờ chuẩn bị là hàng của Mic. Nhưng Vâng. mà đấy, cứ mỗi một cái đi qua một chủ đầu tư thì chúng ta đã học hỏi được thêm này, Dạ đúng vâng. không? Chúng ta đánh giá thị trường được chuẩn hơn. Đúng rồi. Thế ví dụ như em có trường hợp là khách hàng là không bốc không không lốc được của khai ngủ được tìm của Capitaland, thì có thể tư vấn sang cái sự lựa chọn khác của Mát hay của ấy, thì cái khách hàng đánh giá sao với cái sự trung thành hay những cái sản phẩm, hoặc là em có tư vấn em thiên về Eco thì em thấy sao? À vâng,
Thì với khách hàng của em ấy thì cũng em có mấy khách thì cũng em cũng nếu mà không lấy được bên Capitaland thì họ chị ấy và khách hàng này cũng đang nghiêng sang mát. À, Vâng, em nghiêng cũng sang mát. đang đang tìm sản phẩm phù hợp để tư vấn chị ấy. Thế thì anh đánh giá là thị trường đang nóng thì nóng thật, đúng Vâng. không? Nóng thấp tầng của anh cũng có ở Ocean Park 2 này, là có những ca hôm là chốt hơn 100 căn vì chủ đầu tư đưa ra cái chính sách là về ở Tết, tức là những cái căn hoàn thiện ấy, thì mỗi một lần mà chủ đầu tư đều mỗi mỗi một chủ đầu tư đều có sự tinh tế hoặc là có cái chiến lược ra hàng hoặc là các chuyên gia kinh tế, chuyên gia sale, marketing. Thế thì bây giờ thì em thấy cái liệu là đấy là thị trường phản ánh đợt trước Capitaland họ ra ở bên Smart đúng không? Đúng rồi, Lumia đúng đúng, không? vâng, Lumia Lumi Hà đúng Nội, không? Lumi Hà Lumia Hà Nội, Nội đúng không? dạ. Cũng có sức nóng như vậy. Đúng rồi. Và thế thì bây giờ đánh giá là mọi người đang đầu cơ hay đầu tư về cái đấy, em thấy thực tế là sao? À, thực sự thì vừa rồi thì với sản phẩm của Capitaland ấy thì mọi người gần như là đầu tư ở Rồi. thời điểm này là mọi người mua để là đầu Tầm nhìn tư 3 năm đúng không? 20 và năm. đầu tư dài hạn rồi, vì thực sự đó là một sản phẩm chất lượng. Rồi. Em nghĩ là mọi người có thể cầm được khá gọi là cầm dài trên cái thị trường này. Cầm Dạ, dài. vâng. Còn còn tất nhiên là thị trường nào vẫn có những đội mà họ mua xong họ lướt lát, cái đấy thì mình không thể tránh được, khi mà rất là nhiều, có nhiều sản phẩm, hàng nghìn sản phẩm như vậy thì mình không thể tránh được. Còn tuy nhiên cái view chung của thị trường là mọi người cũng sở hữu những cái sản phẩm mà có chất lượng, Rồi. có thương hiệu để Rồi. họ mọi người để sẽ cầm dài. Cầm dài Dạ đúng không? vâng. Khách hàng của em tiếp cận như thế là các anh chị đang đầu tư hay mua để ở? Của em thì mọi người cũng cũng em nghĩ là cũng đâu đó khoảng 50-50 đấy. Mọi À. người cũng mua để ở, có mua để ở và đầu tư những căn, ví dụ ngay hẳn những khách hàng penthouse thì họ mua để ở. Những khách hàng hai ngủ của em là cũng có người mua để ở và có người đầu tư. Hôm qua thì anh có một cái cơ bạn anh cũng đặt ở một bên khác xong là cũng có tham khảo anh. Và sau đó thì cũng không có vị trí căn đúng như em nói bảo hai ngủ đấy. Vâng. Thì bạn cũng nói là bị đắt quá. Đấy. Đắt nhưng mà cái chỗ đấy lại hết. Ừ, đúng rồi, Thế đấy. thì anh đấy là như này, sức hút của thị trường nhá. Và đâu đó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam có nói là cái sự phản ánh nó chân thật, giá Đúng tăng rồi. và thị trường tăng. Thì Vâng. và kèm theo nữa chúng ta nhìn thấy sức nóng của thực tiễn ấy, tức Vâng. là mọi người có khi không nhìn thấy Masterise ra hàng bằng những cái đợt mà của các sàn hay là lốc căn về đêm đấy, Đúng cá rồi. nhân anh cũng vậy, anh cũng đã từng phải đến 1-2 giờ đêm và như vậy thì đến bây giờ thực tiễn trên 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 hiện hình ở trên cái sự kiện của Trung tâm Hội nghị Quốc gia mới thấy Vâng. sức nóng thật sự và sự Vâng. phản ánh vào. Thế thì bây giờ thì là rồi đồng ý so sánh với các cái thị trường đều. Thế thì anh chị khách hàng của em là sản phẩm đầu tư là lần đầu tiên đến hay là họ có bộ sưu tập 2-3 sản phẩm rồi? Anh chị cũng có là sản phẩm rồi. Sản phẩm rồi, Vâng, sở hữu rồi. có cả Eco Park rồi, có cả Vin Ocean Park 1. Tức là Dạ. giờ này có lộc rồi bắt đầu lại cứ đi theo thôi, Dạ đúng vâng, không? thực ra thì mọi người cứ trong thời điểm này thì mọi người gọi là mua tích sản ở đấy. Cái kênh Dạ đầu vâng, tư. có một kênh đầu tư. Rồi rồi ok. Thế thì như vậy thì cái hiện hữu trên thị trường. Thế bây giờ thì anh em nhìn thấy là thứ nhất là chủ đầu tư này, hai là cơ cấu sản phẩm này, Dạ. cách ra hàng này, đúng chưa? Thế thì bây giờ là hoặc là bây giờ là giới giới đầu tư vào đấy đều là những người có những sản phẩm rồi mà họ đều anh như thế là anh đều thấy họ chọn những sản phẩm đẳng cấp. Đúng rồi, Đều vâng. chọn bộ sưu tập đẳng Dạ cấp, vâng. đúng không? Đúng rồi. Thế thì bây giờ khách mà em thường họ sẽ hỏi em những cái câu gì họ quan tâm về chủ đầu tư này, giá thành hay là họ cái tiềm năng trong Dạ. tương lai đối với một sản phẩm. À, thì bây giờ câu chuyện là chủ tư thì gần như là các chủ tư uy tín đều là cũng mọi người gần như cũng biết hết rồi. Rồi. Dạ vâng. Thì cái câu hỏi mọi người hay hỏi ấy, thì thường là theo em thì sắp tới thị trường thế nào, có tăng được không đấy. Cái câu đấy nhiều người hỏi lắm anh ạ. Dạ vâng. Thực Đấy thì theo ra theo anh Chiến thì theo kinh nghiệm bao nhiêu năm mà anh trên thị trường thì anh đánh giá thế nào về về anh trả lời giúp thực em cái ra câu là hỏi. anh bạn anh hôm qua ấy, là bạn ấy cũng giữ một cái sản phẩm thấp tầng tại Ocean Park 2. Dạ. Thế đợt ra anh cũng rất vui là đợt đấy anh tư vấn bạn ấy vị trí đẹp và đến bây giờ là những câu chuyện mà mỗi một lần khách mới xuống thì anh đều đưa qua, anh đều Dạ. nói thời điểm bạn ấy chốt và thậm chí là có những khách thích vị trí đấy Dạ. thì anh tự hào anh hỏi gọi điện mà có bán không, Dạ. lãi 500 Vâng. nhưng bạn bảo bạn không bán nên là Vâng. hôm qua bạn ấy cũng cũng tham gia Lumi Vâng. không 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 qua anh Vâng. bạn ấy. Thế thì nhưng mà anh thì anh đánh giá như này,
Thứ nhất là câu chuyện mà tích lũy tài sản được đến 3 đến 5 tỷ bây giờ thì là cái đấy là thành công trên thương trường, anh khẳng định luôn, Vâng. đúng chưa? Và tiếp nữa là sự lựa chọn của chủ đầu tư và Vâng. các cái sản phẩm đại dự án, Vâng. thì anh thấy như này nhé, sự đồng bộ của bộ ba luật là luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở khi có bắt đầu hiệu lực từ mùng 1/8 thì đâu đó sắp tới thì sẽ là các cái đền bù của các dự án ấy thì theo Vâng. giá thị trường. Dạ. Mà giá thị trường thì bây giờ đã phản ánh rất là nhiều khi hạ tầng tiến bộ lên, các hạ tầng đường xá giao thông đấy, và chúng ta cũng có một cái bác tân tổng bí thư thì có đặt vấn đề là cái tài sản công hoặc cái đấy là phải làm được chuẩn chỉ, không có câu chuyện của đất cát mà để bao năm Vâng. đấy, làm sao tư nhân đưa ra vận hành mà có khi 10 năm cái đấy họ đã hoàn vốn rồi, còn Dạ. bây giờ đất công thì đấy nó phản ánh vào những cái đấy. Cái thế thì hạ tầng cũng sẽ làm tốt. Cái thứ hai là cung cầu. Vâng. Từ trước đến giờ anh thấy rằng là nếu như tại sao Lumi họ họ đạt được cái fan fan nhiều đông như thế, đợt trước Vâng. họ cũng tổ chức tại đấy Đúng rồi. đúng không, thì tự cái đấy là cái sức lan tỏa, và anh hay dùng từ là fan, nhưng mà chính đấy là gì, những nhà đầu tư người ta có hiệu quả thì có kết quả thì người ta mới Đi mới đi theo. theo, Vâng. đúng chưa? Thế thì ở hai nữa là cái lượng cầu, cái nhu cầu về hàng hóa mà ở thật đấy của Vâng. chung cư ấy Dạ. thì nó vẫn hiện hữu Đúng rồi. đúng không, tức là đâu đâu đó là bố mẹ thành công, doanh nhân thành đạt, mua cho con cái nên học, và hai là cũng có thể là ở riêng, Vâng. ở riêng nên cái nhu cầu về hai hai ấy đấy Vâng. đúng không, hai ngủ. Thế tiếp nữa thì anh vẫn thấy rằng là bây giờ các chủ đầu tư cái đất sạch anh nhìn thấy ít ít chủ đầu tư nào có, Vâng. tức là cái yếu tố pháp lý ấy. Và hơn nữa là chúng ta cũng chỉ nhìn thấy cái lượng cung trên thị trường ấy, con số thống kê trên thị trường ấy, và tức là cái chung cư ấy thì nó cần phải độ 3 năm cái tầm nhìn dài hạn. Hôm trước cái video trước thì có một người cũng phân tích rằng là định mua cái này nhưng mà chưa thấy, thế nhưng mà anh ấy sẽ sang cái cao tầng xong anh cho thuê luôn. Thế nhưng rõ ràng như thế là anh ấy vẫn kỳ vọng là 3 năm nữa thì nó sẽ như này kia, và ví dụ như vậy thì anh ấy vẫn là tầm nhìn dài hạn, Đúng vẫn là tầm nhìn 3 năm rồi. đúng không, Nói chung là về về dài hạn thì là vẫn vẫn đã là tăng, ổn, vẫn ổn đúng vẫn không? tăng. Và Vâng. lịch sử chứng minh, Đúng lịch rồi. sử chứng minh là Dạ. những ai mua từ máu Vâng. đúng không vẫn Vâng. thắng Dạ. với những chủ đầu tư uy tín. Thế nên bởi vậy là đạt được sự tin yêu rồi, thế nên cái cầu của cái hàng hóa mình chia sẻ với các bạn là với cá nhân mình thế, nói cái cầu về hàng hóa chất lượng cao, cái sản phẩm limited ấy, luôn luôn có cái sự cầu cao trên Vâng. thị trường. Và khi mà chủ đầu tư đã làm ra, và những như chủ đầu tư Vinhome này, Masterise này, Capitaland, họ đã tạo được những cái uy tín trên thị trường, lượng fan và những nhà đầu tư đi mua. Hôm qua anh có đọc bài báo, bạn ấy phân tích rằng là tất cả những cái đi theo Capitaland ấy, từ mua từ móng là đến lúc bàn giao là thắng 50%, tức Vâng. là 1,5, và có những dự án ít hơn. Vâng. Thế và đến bây giờ vậy thôi, thế nên họ đã có cái niềm tin rồi, họ đã Vâng. có niềm tin rồi, trong quá khứ là có database rồi, bảo cô này cô sinh thì phải có chứng minh rồi Vâng. đúng không Đúng rồi. đúng không, qua hoa hậu cấp xã cấp phường rồi lên cấp Vâng. quận đúng không Vâng. đấy. Thế nên là hai là cái cầu. Thật ra anh đánh giá là bạn anh thế thôi, bạn anh hôm rồi là chốt ở Cổ Loa ấy, thì anh cũng tư vấn một cái phân khúc Vâng. mà thị trường cần nhất, trường cần nhất. Còn đương nhiên là siêu giàu thì họ sẽ kiểu như Dubai, họ dọn hàng limited rồi Vâng. đúng không. Thế thì cá nhân anh từ cái câu hỏi đấy thì em cũng cũng đúng như vị thế của khách anh thôi. Vâng. Cái điều quan trọng nhất của khách hàng là gì, tôi mua bây giờ, thậm chí là họ tiền nhàn rỗi hoặc so sánh với các kênh đầu tư khác Vâng. thì họ chọn bất động sản và chọn những cái dự án đã hiện hữu này, chủ đầu tư uy Uy tín tín này, này đúng không? và có một cái lượng fan đã chứng minh cái kết quả đã thành công, Vâng. kết quả đã ích được lần như thế. Vâng. Thế như vậy thì đâu đó nó càng đông thêm, Vâng. Thế ông đông ý. thêm kèm theo cái Vâng. yếu tố pháp lý các cái luật đấy Vâng. thì lượng cung trên thị trường càng hữu hạn. Vâng. Nên là cá nhân anh vẫn đồng ý với quan điểm tầm nhìn anh ít tư vấn là lướt cọc hay đầu Vâng. cơ, Đúng rồi. nhưng cá nhân anh hiện hữu thì anh vẫn thấy là chắc chắn sẽ là một cái mức sinh lời tốt hơn các kênh đầu tư khác, Vâng. lịch sử chứng minh. Và với chủ đầu tư cũng thế thôi, họ cũng luôn luôn đưa ra những sản phẩm để chinh phục khách hàng và lan tỏa những điều tốt hơn lên Vâng. đấy. Thế nên là cá nhân anh thì anh các bạn bảo mua được không anh, thì anh có sự phân tích và Vâng. được ngồi tư vấn chuyên sâu hơn thì anh cũng sẽ có những cái tài liệu và những cái gọi là người gỡ gặp gỡ người thật việc thật ấy, Vâng. để tư vấn hơn. Thế thì như vậy thì em đánh giá là mấy chủ đầu tư nhỉ, Vinhome này, Masterise này, bây giờ MIK này, MK, Eco này, vâng. và Capitaland, thì đâu đó là chúng ta sẽ thấy rằng là ở chỗ này không có, chúng ta không để, anh thấy nhà giàu ít để tiền trong
trong trong tài khoản đấy đâu. Họ Ừ. đều đều vận động hết, và đúng theo Ừ. quy luật thị trường là tiền sẽ lơi đến cái nơi sinh tiền, ở những nơi mà thị trường tốt, Ừ. đúng không? Đúng Thế thì như vậy thì cũng cũng hơi hơi ấy là nếu như mà họ chọn UK Cobalt thì hàng đang bị hữu hạn, rồi. và chủ đầu tư cái đấy đấy cái pháp lý đấy Vâng. không có, đúng không? Chắc là em còn muốn mua thêm ở UK Cobalt, đúng không? Dạ. Cô bác thì với cô bác thì lần này là chưa có hàng hàng mới. Vâng, nên mọi người nếu mà mua chỉ là Thứ mua cấp những hàng thứ cấp thôi. rồi, Dạ ok. vâng. Thế thì cái đấy chúng ta thấy rằng là đấy cái chủ sự phong phú của thị trường, nhưng bên cạnh đó nữa là chúng ta lại lựa chọn, và dĩ dàng rõ ràng là cũng cũng vẫn phải là người môi giới nữa. Thật ra hôm qua là anh có những người bạn thì cũng vẫn xuất sắc chốt được căn. Vâng. Thế nhưng mà cũng có những người bạn mà đi về tay trắng Đúng đi rồi. về tay trắng, Vâng. đúng không? Thế đó là cũng là câu chuyện của cả môi giới và của sàn nữa, và Vâng. cách thức ra hàng của chủ đầu tư, tránh tránh những câu chuyện của cái gọi là lướt cọc. Vâng. Họ chuẩn xác hơn, đúng không? Dần dần các cái bài toán nó sẽ được đáp ứng nhu cầu thật hơn, đúng không? Vâng, đúng rồi. Thế thì cái sự trở lại của khách của em, tức là nhìn thấy cơ hội xong lại liên hệ với em tìm ra khách mới mới tinh về thị trường, hay em vẫn nhìn thấy cái lượng khách mà quen biết em rồi để đến với Capitaland? À, khách bây giờ là em cũng tìm qua cũng nhiều kênh, cả và cả khách thân quen rồi cách để bây giờ bọn em cũng có marketing ấy, đó ra những tệp khách mới và họ cũng đều quan tâm đến đến chủ tư, những chủ tư uy tín bây giờ. Dạ vâng. Như vậy Dạ. thì nhưng mà sự minh chứng hoặc là những cái dữ liệu ấy thì mình sẽ bằng những cái mà khách hàng thực tiễn chốt lời, hay là bằng những cái chủ đầu tư, hay là dự án, hay tổng thể, hay là kiểu bảo ông bạn tôi ở đấy rồi, về đấy ở đấy được không? bây giờ thì đấy mọi người cũng cũng nhìn vào là ra, ví dụ khách của em này nhất là có em cũng mấy khách thì mọi người cũng đều là cũng nhìn thấy chủ tư uy tín rồi Rồi. vâng thì đều bảo là em ơi tìm cho chị xem những căn hai ngủ đông nam chẳng hạn vâng đấy thì tìm thôi và tư vấn cũng rất là đơn giản đấy ạ, quan trọng là tìm căn cho khách thôi còn không phải tư vấn về về là chủ Pháp tư lý là với thế chủ đầu tư nào nữa. pháp thế nào nữa vâng Tức là gần như là bây giờ bây giờ là là sẽ khách tìm sale, và đôi khi đúng là thực tế là mình vẫn phải đi đúng tìm khách rồi rồi, dạ vâng đúng nhưng rồi, đúng không? Tức là tìm căn các thứ, vâng đúng không? Thế thì một cái vấn đề nữa là anh thấy rằng là theo em thì hay đi từ bước theo cái gia hàng của chủ đầu tư, hay lại lại bảo là chờ bạn kia bạn nước cọc rồi thì ta vào thì nhàn hơn? không bây giờ nói chung là cứ phải đi theo từng bước chủ tư anh ạ thì là chuẩn nhất cứ phải bây giờ là các chủ tư là đều có bước là booking đấy mình sẽ hướng dẫn khách là đầu tiên là booking và đã Rồi. xong để chọn thứ tự ưu tiên Ok. rồi xong để lúc lúc ra hàng thì là khớp gọi là còn bên Capitaland còn có là khớp giá trần dạ Tức khớp giá là trần trước ông cao nhất thì cho không tức là khớp trước khi hôm sự kiện mở bán ấy khớp. thì sẽ có giá trần và giá trần thì mọi người khớp giá ấy trước Rồi. xong đến sự kiện bán thì sẽ có giá chính thức nhưng Rồi. đâu đó nó cũng không không khác biệt nhau lắm để Thế hôm sự thì kiện sẽ tất cái thủ cả tục nó đơn giản hơn thế vâng. thì anh nghĩ là một cái chương trình ở cao tầng sẽ là gì, luôn luôn là đi theo cái sự kiện mở bán của chủ tư này, Vâng. đúng không? Đương nhiên là thế, có những câu chuyện của ví dụ em làm nhiều thì em có hơn được so với các bạn khác mới vào thị trường để đưa đến sự chọn lựa tốt hơn cho khách không? Vâng thì với những kinh nghiệm của những bạn làm lâu năm ấy thì nhất là cái thông tin về việc ra hàng và quy trình thì sẽ rõ ràng hơn. Thì khách hàng sẽ hiểu hơn quy trình. Rồi. Đấy. Cái thứ hai là lựa chọn sản phẩm thì với những bạn làm lâu năm ấy các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm cảm giác là sẽ chuẩn hơn so với những bạn mới chẳng hạn lên chọn những cùng một cái layout như vậy nhưng mà mình chọn được cái căn nào mà khả năng tiềm năng thanh khoản rồi sinh lời nó sẽ cao hơn đó. Vì một một tầng nó khoảng mười mấy căn thì không phải căn nào cũng thanh khoản và giá khi mà ra hàng nó tốt ngang nhau được anh ạ có những căn hot và những căn không hot dạ vâng Đấy, cái đấy là chuyện đấy hay đấy. vâng Anh có một cái nhưng mà rất hay. Nếu các bạn thích mua cặp của cổ loa nhá, thì vâng vừa rồi anh lại có một cái rất hay. vâng Bạn anh chốt căn 22, nhưng vâng bạn trên nữa thì cũng anh mối quan hệ anh biết thôi, bạn ấy vâng chốt căn 23. vâng Rồi sau này anh sẽ bán một chục. đấy vâng Cái là những cái chuyện mà thật ra hai anh em chúng tôi sẽ cố gắng đưa những thông tin trung thực, chân thực, hai là phản ánh sức nóng thị trường trên cơ vâng sở của những khách hàng, trên cơ sở khách hàng thực tiễn, và cũng sẽ cam kết đấy cũng là một câu hỏi là nắm với thị trường, làm thật việc thật, và có những cái giá trị tích lũy Dạ. để đưa đến cái cho đến khách hàng những cái
thương vụ đầu tư thật sự hiệu quả, Rồi. nhanh nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả thời gian. Và đâu đó chắc là với như cá nhân tôi cũng vậy thôi, hoặc là bác cũng vậy thôi, sự lăn lộn trên thị trường chắc chắn là cũng sẽ đưa đến cho các bạn những sự lựa chọn mà tốt nhất nhìn nhận trên thị trường. Từ các cái video này thì cũng rất hy vọng các bạn hãy like, share, đăng ký kênh, và sau đó hai anh em chúng tôi sẽ chia sẻ trước, rồi sau đó các bạn cảm nhận trước, rồi chúng ta lại gặp gỡ nhau sau, đỡ mất thời gian, đúng Rồi, không? Nhưng mà thật ra hôm vừa rồi anh có một bạn sale mà, à một bạn khách hàng theo dõi, nó bảo em theo dõi anh nhưng mà cũng kiểu biết nhiều sale quá, thế là cuối cùng phân tích ra mấy option chưa được lựa chọn được. Như vậy thì hai anh em chúng tôi ở, các bạn xuống Ocean Park 2, 123, hay Cổ Loa, hay sang Eco Park, hoặc chúng tôi cũng sẽ luôn gắn kết. Nhưng các bạn hãy nhớ rằng là chúng ta có một cái niềm tin yêu, và chúng ta hãy chọn lựa sự đồng hành. Trước đây anh nhớ có những người á, cái thời Ocean Park 2 nóng, nhưng mà sau đó họ bạn lại chuyển công việc, thế là khách hàng cũng bị mất thông tin. Thế và đến bây giờ cái cách thức ra hàng của mỗi một chủ đầu tư là khác nhau, và Vinhome và Mát đi trước và có thể là ra hàng đêm rất mát các bạn ạ. Nhưng mà với sự kiện thì lại rất nóng ở ở trung tâm hội nghị quốc gia, nên là hy vọng rằng là qua video chúng tôi cũng chia sẻ được các bạn thông tin chân thật, và chúng ta cùng lan tỏa, cùng kết nối nhận định, và sau đó thì nếu có hữu duyên mà chúng ta các bạn có nhu cầu về đầu tư tài sản hoặc cái dự án khác nhau thì hãy liên hệ với chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.